Xin chào mọi người, mời mọi người ăn xoài chấm mắm ruốc nha. Cái này hẩu gọt có một trái thôi. Rồi. Chảy nước miếng rồi đó. Ngon quá. Cái xoài này nó chua ít lắm mọi người. Chấm mắm ruốc cái nó hết chua luôn. Giòn ha. Thảo tính gọt hai trái đấy, cho nên là mọi người thấy không, cái gọt ra trái thấy nó nhiều quá, mình gọt mà mình không ăn hết, gọt nhỏ nhỏ vậy ra để không ăn hết không ngon, cho nên thôi gọt một trái thôi. Trái này chắc Thảo ăn cũng không hết nữa. Cái xoài gọt dở rồi. Cái này á, thèm vậy mọi người, ăn vài miếng cái đã à. Mắm ruốc này cay mà ngon. Không đã. Đã rồi đó. Vài miếng là đã. Nó cay. Nửa trái à? Nửa trái đã mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nha. Bye bye.